Thôi, vẫn chuyên mục bán cần cho máy nha. Thì đây em có một cái cần. Đây mấy bác nhìn cái độ danh giá của nó này. Nhìn rất là mới. Mới keng luôn, đóng 28 nha. Đó. Rin của Nhật về luôn. Là nó như thế này. Và máy móc nhìn đã lắm. Đấy. Rồi, ok. Thì nó về không có bình xăng, em cho mấy bác theo một cái bình xăng nữa. Rồi. Vậy đi, bán cần cho máy có cái tay chỗ đó nha. Tay nó thì nằm ở vị trí kia, rồi em sẽ kiếm em bỏ cho mấy bác cái tay nữa. Rồi, vẫn bán cần cho máy. À, những cái tem chút xíu đây vẫn còn luôn. Cái cần này thì nó quá mới, còn máy này quá mới G3C nghe mấy bác nha. Em chưa vặn chặt main ốc lại á. Bởi vì đằng nào cũng phải mở ra đóng hàng. Thì gần như đăng lên bao nhiêu thì mấy bác cũng chốt bấy nhiêu thôi. Đây là một con G3C. Đấy. Rất là VIP. Nhìn nó mới lắm. Thì vẫn chuyên mục bán cần cho máy đó. Thì con này bán 800 nha mấy bác nha. 800 Made in Japan này. Đấy. À. Đấy, ngay vị trí đầu tay. Rồi, thì vẫn là bán cần cho máy, không có gì gọi quảng cáo nhiều. Bên em về nhiều quá dọn nổi. Thành ra cứ bán cho mấy bác nào giỏi thì về dọn nha. Đây, còn một đống nữa này. Rồi, ok mấy bác.